Rồi, xin chào anh em nha. Rất vui gặp lại anh em trong video lần này nha. Thì cái video ngày hôm nay á, thì mình sẽ quay lại cho anh em coi cái vườn và những cái cây mà mình đợt rồi mình có xử lý mà nó bị sau cơn mưa nó bị vàng lá giống như tôm luộc đó anh em. Vàng rụng lá, đổ lá hết đó. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cho anh em coi cái và chỉ chia sẻ cái cách. Mình không dám chỉ nha, mình chỉ chia sẻ cái cách mà mình làm thôi. Thấy nó đạt hiệu quả thì nếu vườn anh em nào có đang gặp trường hợp giống vậy á, thì anh em có thể áp dụng nha anh em. Thì đây là cái cây nè anh em, cái cây mà đặt đó mình quay đứng vị ngay vị trí này luôn nè, là cái cây nó đỏ từ trên xuống dưới như tôm luộc luôn đó. Thì mình sẽ đưa lại cho anh em coi cái hình nè, cái hình của cây đó lúc mà trước khi xử lý anh em. Thì tổng cộng cái vườn này nó bị 5 cây, 5 cây, và cây này nặng nhất. Thì hôm nay anh em thấy nè, mình quay nè, cây này cây nặng nhất này, anh em thấy là nó đã đổ hết lá vàng rồi và nó đi đọt rồi, nó đi đọt được một chút rồi. Còn cây bên đây thì mình xử lý là nó khựng lại luôn anh em, nó khựng lại, nó không có vàng lá tiếp, cho nên là vàng lá nó còn rất là nhiều và đọt nó đi cũng rất là đều rồi, cành nó đi ra đọt hết rồi và nó không còn bị vàng lá nữa. Rồi, đây là cây thứ ba này nè, nó cũng vừa nó vừa vàng thôi, mình xử lý thì nó đứng lại liền, nó không có vàng lá nữa. Đây là cây thứ tư này thì nó cũng vàng mà xử lý nó đứng lại anh em, nó còn một số lá trái cũ thôi, nó cũng đứng trái rồi, nó ra đọt mới rồi, nó hết trái rồi anh em. Lá nó ra đọt rồi nè, nó trái nó đứng lại hết rồi. Đây là cây thứ năm, em thấy là nó không có bị mất số lượng lá đúng không, tại vì lúc mà nó vừa bị thì mình xử lý liền thì nó sẽ đứng rụng liền, nó chỉ còn những cái lá cũ là bị trái thôi, còn là đọt mới ra thì hết rồi. Đây, đọt mới thì hết rồi. Rồi, là trong vườn mình nó vừa bắt đầu được bị cái cây mà nặng nhất lên em. Đấy, anh quay cái cây nặng nhất á, thì mình thấy nó đỏ là mình ra mình xử lý liền, tại vì nếu mà mình để trễ nó sẽ giống như không biết sao, giống như nó lây lan đó em. Tại vì mình thấy là cái cây này đỏ, bắt đầu cây những cây xung quanh cái tiếp từ từ nó vàng vàng, từ từ nó vàng tăng số lượng lên, nếu mình không xử lý là nó sẽ đi, nó vàng hết cái vườn luôn. Thì cái cách mà mình xử lý á, thì lúc bữa quay clip mình cũng có nói là mình bón vôi đó anh em, mình sẽ rải vôi, rải vôi mình rải khắp khắp cái clip này luôn, phủ hết clip luôn, và mình tưới nước liên tục nó 3 ngày anh em, tưới vừa thôi nha, mình không có tưới nhiều nha anh em. Cái cách của mình làm là mình tưới vừa cho nó ướt, nó thấm vôi xuống trong vòng khoảng 3 ngày á, thì mình tưới cái bộ dưỡng rễ và bộ dưỡng rễ đó anh em cũng biết đó, là mấy anh em kỹ thuật khác chia sẻ đó là cái humic anh em, cộng với ca cu kẽm đó, là mình tưới cái bộ đó. Thì một gốc này mình tưới cho một thùng dồi luôn anh em, gốc tưới một thùng dồi thì mình tưới được 2 cử. Thì tới nay nữa là tới cử hôm nay nữa là đáng lẽ là rải tới cử rải phân rồi anh em, nhưng mà trời không hề nắng quá, không có mưa nên mình chưa có rải, nước trong đìa thì cũng không có còn nhiều nên mình không có rải phân anh em. Mình đang đón một hai bữa nữa có mưa không mình sẽ tiến hành mình rải á. Thì cái cách mình xử lý như vậy á, thì mình thấy nó đạt hiệu quả và nó khắc phục được cái hiện tượng là vàng rụng lá, mà rụng không phải rụng bình thường anh em, rụng toàn bộ lá đó. Cái cây này hổm anh em thấy nè, là nó rụng nó đỏ hết nguyên cây luôn tới ngọn luôn á. Hoặc là những cái trường hợp vườn anh em bị mà nó bị héo xanh đó anh em, ngủ ngày đó mà nó ngủ nó không có tươi lại đó, thì anh em cũng xử lý cách này nó cũng đạt hiệu quả anh em. Tại mình cũng có hướng dẫn cho một số chủ vườn ở đây người ta làm á, thì thấy đạt hiệu quả với cái cách mà mình nếu mà vườn chưa bón vôi trước mưa đó, thì mình tiến hành mình bón vôi trước và mình tưới khoảng 3 ngày,
tưới liên tục khoảng 3 ngày cho vôi ngấm xuống, thì mình sẽ tiến hành mình tưới cái bộ bộ cũng khá nổi tiếng trên mạng đó, mình có sử dụng đó là Humix cộng với Kaku kẽm cho pha cho 300 lít nước, và mình tưới này là một gốc mình cho một thùng luôn anh em. Mình tưới hai cử cách nhau là 5 ngày. Mình tưới hai cử. Thì tại Kaku kẽm thì mấy anh em kỹ thuật công ty kêu tưới một cử thôi, nhưng mà mình làm luôn hai cử anh em. Làm tưới luôn cho hai cử luôn rồi. Rồi mình thấy là cây bắt đầu nó đứng, những cái hiện tượng trái lá hoặc vàng lá đứng hết luôn, nó ra đọt mới hết rồi. Thì bắt đầu bây giờ là mình có nước là mình rải phân hữu cơ xuống và tưới phục hồi nó được đó nè, là cây sẽ sung lên liền á. Thì mình có đợt đó mình có xử lý một cái cây, mà cái cây này nếu những cái clip mình quay anh em để ý thấy cái cây này nó bị trái lá rất là nặng, nó trái xuyên suốt luôn, như là mình xịt thuốc không có đứng luôn em, nó trái gì mà nó trái hoài luôn, cái toàn cây luôn á. Thì hôm nay là để mình quay lại cho anh em coi là nó hết trái rồi, mà nó ra đọt những cái cơ đọt mới là khoảng hai cơ đọt rồi, là không có bị trái gì nữa hết. Đấy, đang ra bông rồi nè, mốt mình sẽ cắt bỏ hết, đừng mốt mình xử lý đồng loạt anh em. Cây ở đây mình trồng khoảng cách nó hơi thưa hơn vườn cây lớn, cho nên là cái độ phát của cây nó rất là tốt nè, nó gốc nó to cũng ngang, nhiều gốc cũng ngang ngửa với cây lớn rồi đó, cây bên vườn lớn rồi. Thì đây là cái cây này nè, để ý là cái cây này mình quay mấy clip trước là nó trái rất là nhiều, nó trái như toàn cây luôn, mà bây giờ nó ra trái hơi trái, anh em nhìn không rõ là nó những cái cơ đọt, nó ra được hai cơ đọt rồi và không có bị trái nữa. Cho nên mình thấy cách làm mà mình giới thiệu vừa qua nó thấy nó rất là hiệu quả nè. Thuận nắng nè, bị cha nắng là khó nhìn nhưng mà nó rất là khác so với lúc trước rồi nè. Thì những cái vườn nào anh em đang bị như vậy á, thì anh em có thể áp dụng cái biện pháp, cái kỹ thuật mà mình mới chia sẻ anh em mình áp dụng trên vườn của mình đó. Thì anh em có thể tiến hành làm liền trên vườn mình nha anh em, chứ anh em mà để nó hơi lâu á, nó trễ là cái vườn nó bị nặng rồi là khó cứu lắm anh em, nhất là những hiện tượng là héo xanh á. Héo xanh ngủ ngày mà anh em để lâu quá là nó khô đọt là nó chết từ từ xuống luôn anh em. Hoặc là vàng lá mà để nặng quá nó cũng xì cây dữ lắm á, phục hồi lại rất là khó. Vừa phát hiện là anh em tiến hành làm liền á thì nó đạt hiệu quả rất là cao nha anh em. Thì nguyên cái vườn này đợt đó thì mình bón vôi trễ. Mình bón vôi trễ thì nó bị khoảng 5 cây nãy mình quay á. Còn cái vườn lớn á mình bón vôi trước á, không có bị cây nào hết anh em. Hai clip trồng khoảng cách thưa thì cái độ phát nó hầu như là ngang nhau hết nè. Đây là 12 tháng. Vườn mít của mình 12 tháng trồng khoảng cách 3 mét một cây. Cây cách cây 3 mét nhưng hàng cách hàng có 2 mét, khoảng 2 mét hơn rồi nha anh em. Chứ được khoảng 3 mét nữa thì rất là ngon nha. 2 mét thì nó giáp tàn rất là nhanh. Nên vườn bên đây thì hầu như không bị lỗi cây nào hết em, nó không có cây nào trái lá vàng lá hết, lá nó rất là đẹp, xanh bóng luôn. Thì thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều anh em comment để hỏi và nhờ mình chia sẻ một số cái mà mình đã biết á, thì mình cũng rất là nhiệt tình chia sẻ cùng anh em để cùng nhau để làm cho mình cái mảnh vườn của mình nó phát triển tốt đó anh em. Thì cũng rất mong là những anh em mà có kỹ thuật cứng làm vườn lâu năm á, cũng chia sẻ lại những cái kỹ thuật mà anh em biết để giúp cho mình, cũng giống như những anh em mới làm vườn thì có thêm những kiến thức bổ ích nha anh em.
Rồi rất cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Chào tạm biệt.